Cô xin chào các em. Các em sẽ quay trở lại trường trong thời gian sắp tới. Do đó, tiết giáo dục địa phương 6 tuần này, cô sẽ hướng dẫn các em cách phòng chống dịch COVID-19 tại trường học trong giai đoạn bình thường mới. Cô giới thiệu với các em video sau đây. Mong rằng các em hãy xem và thực hiện theo nhé. Hướng dẫn học sinh phòng chống dịch COVID-19 tại trường học trong giai đoạn bình thường mới. Đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và trong những thời điểm cần thiết. Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm trước khi đến trường, sau khi ra về, khi thấy tay bẩn hoặc khi cần thiết. Thực hiện giãn cách theo hướng dẫn của giáo viên, ban giám hiệu nhà trường. Thông báo với cha mẹ, giáo viên nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở để được khám và điều trị. Không được khạc nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. Chuẩn bị và mang đồ dùng cá nhân khi đến trường, không dùng chung đồ dùng cá nhân với các học sinh khác. Cùng với nhà trường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thời điểm cần rửa tay: 1. Sau khi ho, hắt hơi. 2. Sau khi tháo khẩu trang. 3. Khi chăm sóc người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. 4. Sau khi tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. 5. Trước, trong và sau khi nấu ăn. 6. Trước khi ăn. 7. Sau khi đi vệ sinh. 8. Sau khi tiếp xúc với động vật hoặc chất thải của động vật. Quy trình rửa tay thường quy: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy trong ít nhất 30 giây mỗi lần. Nếu không có xà phòng và nước sạch thì sử dụng dung dịch vệ sinh tay có chứa cồn, ít nhất 60% cồn. Bước 1. Làm ướt tay bằng nước và xà phòng, chà hai lòng bàn tay vào nhau. Bước 2. Chà lòng bàn tay này lên mu và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại 5 lần. Bước 3. Chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ ngón tay 5 lần. Bước 4. Chà mặt ngoài các ngón tay này và lòng bàn tay kia 5 lần. Bước 5. Xoay ngón tay cái của bàn tay này và lòng bàn tay kia và ngược lại 5 lần. Bước 6. Xoay các đầu ngón tay của tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Làm sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay và lau khô. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19.